chiếc Ferrari F8 Chibuto 9,4 tỷ bốc cháy khi lái thử nghiệm trên cánh đồng ngô. Xin chào, đây là kênh Cà phê siêu xe. Whistling Diesel nổi tiếng với loạt video thử thách cùng ô tô trên mạng xã hội. Mới đây, hai chiếc xe ô tô là Ferrari F8 Chibuto và Chrysler Pacifica đang bốc cháy dữ dội sau loạt thử nghiệm nguy hiểm. Màn thử thách này của Whistling Diesel khiến nhiều người sốt của bởi chiếc siêu xe Ferrari F8 Chibuto có mức giá lên tới 400.000 đô la Mỹ, tương đương với 9,49 tỷ đồng. Whistling nảy ra ý định lái chiếc Ferrari băng qua cánh đồng giống như trong các bộ phim của Hollywood. Tuy nhiên, khi Whistling đang cầm lái thì các cộng sự di chuyển phía sau nhận thấy lửa bốc ra từ chiếc Ferrari. Anh lập tức cho chiếc Ferrari dừng lại và lao ra ngoài. Ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ ống xả và nhanh chóng bùng phát. Nhóm người cố gắng hết sức để dập tắt ngọn lửa nhưng mà không có nguồn nước. Mọi người bất đắc dĩ phải dùng nước tăng lực để dội vào đám cháy. Nhưng mà điều này càng khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Vài giây sau thì chiếc Pacifica cũng bốc cháy dữ dội do động cơ quá tải và khí thải còn sót lại trên những cây khô rải rác trên cánh đồng. Đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường vài phút sau đó và đã tiến hành phong tỏa đám cháy trước khi ngọn lửa bắt đầu lan rộng khắp cánh đồng ngô. Hai chiếc xe gần như là bị thiêu rụi hoàn toàn. Hành động bốc đồng này của Whistling Diesel nhiều khả năng sẽ bị thương hữu ý để mắt tới và việc anh phải hầu tòa hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, nam thanh niên không hề tỏ ra lo ngại.